Hello, hello, xin chào các bạn nha. Các bạn nhìn thấy trên tay mình là cái gì đấy không? Wow, đây là một chiếc chai pot rất là đẹp này các bạn ơi. Đấy, này, chai pot này, camera này, camcorder tripod. Hey, đây trên tay mình đây là một cái chiếc cái để chân quay phim các bạn nha. Đây này, chân này có thể đựng máy ảnh và có thể giá đỡ được máy ảnh và cái điện thoại các bạn nhá. Giống như là mình đang dùng cái chân này để mình đang quay video cho các bạn xem đấy. Đây, hôm nay mình sẽ bóc cái này cho các bạn xem nhá. À, cái này mình mua trên Shopee này. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy, đấy. Ở bên trên thì nó lại có một cái chiếc kẹp này các bạn ơi. Đấy, chiếc kẹp này, đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy, đi kèm là một chiếc kẹp này, rất là xịn sò luôn. Đây, mình cho các bạn xem này, đấy. Wow, đây này nó còn có một cái túi đeo này các bạn ơi, rất là xịn sò luôn, xịn hơn cái chân của mình đang quay luôn. Cái chân của mình đúng là mình mua phải cái hàng nó kém chất lượng, mà thế mà nó bán cho mình 350.000. cái đây lâu lắm rồi, mà cái này mình mua có hơn 200.000 thôi mà xịn như này. Đấy, có cái túi đeo này các bạn ơi. Đấy, mình sẽ bóc ra cho ha. Mình sẽ bóc cho các bạn xem nha. Đây. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? À, siếc đảm bảo này. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, mình sẽ cho các bạn xem nha. Đấy. Xem vào đây xem còn cái gì nữa không? Không có cái gì à. Xem trong này còn cái gì nữa không? Trong này cũng không có gì nữa các bạn ơi. À đây, có. Có, các bạn nhìn cái này là cái gì chưa? Cái này nha, cái này là một cái điều khiển có thể kết nối được với cái camera của mình này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Bấm cái này có thể là vừa mình bật chế độ chụp ảnh, mình bấm cái này thì nó sẽ chụp ảnh, còn mình bật quay phim là mình bấm cái này nó sẽ tự động quay, và bấm phát nữa là nó sẽ tự động ngắt nha. Đấy, đây này, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, cho vào cái túi này nhìn rất là sành điệu này. Đấy, nhìn như cái điều khiển này. Đấy. Đấy. Đây. Các bạn nhìn chưa? Mình sẽ bỏ ra cho các bạn xem nhá. Đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy đẹp chưa? Rất là đẹp luôn nhá, nhìn rất là chắc chắn luôn này. Đấy. Đấy, các bạn nhìn chưa? À, bên dưới lại còn có cả cái móc để mình treo đồ, treo ba lô các thể loại luôn nhá. Đấy. Các bạn nhìn chưa? Đấy. Đây nó còn có cái này để nó cân bằng này các bạn ơi. Nó như kiểu là cái cân bằng ấy, nước ấy. Đấy, này, cái chỗ này xoay này. Đấy, mình sẽ xoay cho các bạn xem nhá. Đấy. Đây là để lắp cái điện thoại này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Có thể xoay được nhá. Đấy. Đây, cái này nhá. Cái này này các bạn nhìn này. Đấy, nó có cái cần đây này. Chỉ cần mở ra này, đấy, mở ra nhá và xoay lên. Đấy, các bạn nhìn chưa? Có thể nâng lên được cái này nhá. Đấy. Nâng lên có vẻ rất là cao các bạn ơi. Cái này hình như là nó có thể lên được hơn 1 mét. Đấy, bây giờ mình sẽ tháo chân ra nhá. Đấy, đấy, tháo chân ra thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Khóa vào này. Rất là nhẹ luôn, rất là ngon luôn. Bên dưới lại còn có chân cao su các bạn nhìn này. Đấy, chân cao su để nó chống trơn trượt nha. Đấy. Rất là nhạy luôn các bạn ơi. Đấy. Đấy. Rất là nhạy luôn nha. Đấy. Mình cho nó xuống hết cỡ nha. Đấy. Đấy. Khóa vào. Đấy. Khóa vào. Đấy. Đây, mình sẽ mở ra. Đấy. Mình sẽ mở ra. Đấy. Bên này. Mình sẽ đóng vào. Wow, rất là cao luôn nhá, rất là cao luôn các bạn ơi. Ui, cái này cao hơn cả cái cao hơn cả cái mình đang quay này. Đây, nó phải rơi vào tầm mét tư đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Wow, đây cái này có thể ấy máy ảnh này đấy. Đấy, có thể chỉnh lên chỉnh xuống này, quay trái quay phải này. Đấy, cái này có thể tháo được các bạn nhá. Đấy,
đóng nó vào không ạ, khóa nó vào, khóa nó vào. Đấy, khóa nó vào được này. Đấy. Đấy. Rất là hay nhá. Đây này, đấy. Có thể cái này có thể ấy được được nghiêng nghiêng cả điện thoại nhá. Đấy các bạn nhìn chưa? Đóng vào rất là xịn sò luôn các bạn ơi. Đấy các bạn nhìn chưa? Này, cái này của mình sẽ tháo ra mình cho nó xuống nha. Đấy. Đấy, mình sẽ xoay nó xuống này. À, chỗ này nó có bánh răng này. Đấy, mình sẽ sao cho nó xoay xuống các bạn nha. Đấy, các bạn nhìn nó xuống không? Wow. Đây, ở đây thì nó có cái tay cầm này nữa các bạn ơi. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đây là một cái tay cầm. Bây giờ mình sẽ tháo chân xuống nha. Đấy. Mình sẽ tháo chân xuống này. Đấy, giờ cái này rất thích hợp cho các bạn mà đi làm quay vlog các bạn nha. Đấy. Rất là tiện lợi luôn. Đấy. Đấy, mình vừa mua mà mình cái này rất là xịn sò luôn, nó có chân cao su nó giữ là chống trượt được các bạn ạ. Đấy. Cái này rất là nhìn rất là chắc chắn luôn các bạn nha. Đấy, nhìn thế này thôi. Chắc hơn rất là nhiều so với cái mà mình đang dùng này các bạn ạ. Cái mình đang dùng cùi quá. Đấy. Đấy các bạn nhìn này. Đấy. Khóa nó vào. Đấy. Chân rất là xịn sò luôn. Nhìn rất là chắc chắn luôn nha. Đấy các bạn nhìn này, đây là tay cầm này đấy. Đây. Rồi. Các bạn ơi, mình vừa giới thiệu qua các bạn là cái tripod để các bạn có thể mang đi các bạn quay vlog được nha. Đấy, rất là chắc chắn này, rất là đẹp luôn này. Đấy. WT3520. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Rồi, nếu mà các bạn thấy video hay các bạn đừng quên nhấn đăng ký và like video nha, để mình ra những video nhiều hơn nữa nha. Rồi bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.